dạ. Kéo cái này qua. Dạ. Rồi, thấy rồi. Sấy sầu riêng với bơ. Ờ, đông đá rồi. Rồi, sầu riêng bỏ vô. Lạc bò ít rồi nè. Có rồi. Bỏ nó ra luôn anh. Rồi đó. Đó. Rồi đó, tiếp đó. Rồi ok. Ok. Được chưa? Giờ xin đây. Nó bị tẩm hết rồi. Years later. Mở ra kiểm tra. Mở ra kiểm tra sản phẩm sấy giờ đang là xả chân không. Cho nó chạy full luôn.
tra mẫu sấy. Chị ra nổi không? Chị ra thử cái nổi. Thúy là cái này là người ta dùng tâm tất cả cái gì đó. Nếu thúy là nổi mạnh nhất là điểm cái này là chưa được. Nghe nghe học lịch sử mà nghe nói là nó có nào mà nó nổ này bùng nổ. Nghe lịch sử một cái bóng hình tròn sắc này là không khí nè. Hai đầu người hai bên kéo nó xong ra luôn. Xong mất rồi. Cái bóng nó cái bụng như là con nhiệt tiêm em bao nhiêu? Đó, gà đó. Tâm Phước à? Tâm một sầu riêng quá. Bán nhiệt coi. Hồng lên đó. Như vậy. Cái này còn pin luôn anh. Hết pin rồi sao không vô thay vậy trời. Mới nãy thấy mà. Mới thay đó. Bấm mới nghe tít tít xong. Ba mươi mốt độ. Hai ba độ. Mẹ thì mẹ này. Trong đó 25. Hai mươi lăm. Bắn chỗ khác, chỗ khác. Sáu lên nó lên nhiệt độ môi trường nó do nó lên lại may làm biết thấy trong 24 giờ. Đó, thấy cái lò của mình nó nhỏ mà, cái lò. Sấy mình sấy mình tắt nhỏ tắt mở mà đâu có mát công suất đâu. Hả? Cái trà đá hả? Máy đâu uống đi. Đúng chưa? Bên rồi. Có hiếu.